1980 đến năm 1983, hai năm sau khi trở về với quê hương, anh gặp chị Nguyễn Thị Ngọc và nên duyên chồng vợ. Đó là quãng thời gian anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Rồi bốn người con chào đời, cùng với biết bao vất vả dồn dập ập đến. Thế nhưng, bằng tình yêu gia đình và yêu các con tha thiết, anh chị đã cố gắng bươn chải với cuộc sống để đảm bảo hai bữa ăn và việc học cho các con được như những đứa trẻ khác. Nhưng bi kịch chợt đến thật nhanh. Tháng 6 năm 2006, chị Ngọc phát hiện khối u não. Khi ấy, căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Gom hết tiền bạc có được từ sự chắc chiêu của cả hai vợ chồng, cùng với tấm lòng của những người con, anh Vinh quyết định đưa chị Ngọc vào Chợ Rẫy để phẫu thuật. Chị trở về nhà với sức khỏe không khá hơn trước, rồi cuối năm ấy, chị lại phải mổ thận một lần nữa. Khi ấy, ngôi nhà đã không còn được thấy chị cười và nói như ngày nào nữa. Chị từng nằm đó, nhìn chồng trở về, mang theo cái nắng cháy da trên lưng và vài lon gạo đổi được từ những cái rổ. Chị từng nằm đó, nhìn các con đi học về và sà xuống bên chị như những con chim non trở về nhà và quây quần bên mẹ. Tổ ấm ấy giờ đã còn đâu. Lúc mẹ mới phát bệnh thì mẹ vẫn còn làm. Bà đạp tay rồi bà cũng vẫn làm. Làm mới có tiền. Mỗi lần bà dân đau là không có biết cái gì. Mà chỉ nằm yên thôi. Hỏi bà cũng không trả lời nữa. Từ lúc mà bệnh là chỗ ít làm. Mà bệnh mấy chị em đi học hết rồi, ở nhà không ai làm. Dỗ nó ngưng không có tiền. Cho nên má bệnh rồi là cái người dỗ đây càng ngày càng ít hại. Tháng 10 là bà bị bệnh là khối u não. Cái bệnh này là vô bệnh viện Chợ Rẫy là biết là một cái cơn bệnh rất nặng. Không thể cứu chưa được, nhưng mà tình nghĩa vợ với chồng đầu áp tay gối. Thì nói chung ra tiền bạc có chung khổ không có, nhờ cô như bà con hàng xóm thấy á. Hoàn cảnh gia đình con đi học như vậy, mẹ bệnh như vậy, hàng xóm ta đóng góp. Lúc còn sống mà con chưa bao giờ nói với mẹ là con thương mẹ. Nhưng mà khi mẹ bị mất thì con muốn là nói ra là con rất là thương mẹ. Nhưng mà mẹ không có còn sống nữa. Mẹ sống mà mình ghét làm việc, làm vô, rồi biết cái tiền của con không. Cuộc đời đã mang đến cho anh người vợ hiền lành, chịu thương, chịu khó, những người con ngoan, hiền, hiếu thảo. Và cũng chính cuộc đời đã lấy đi nơi người lính này một gia đình, chỉ còn lại là những khuôn mặt hay trầm tư vì nhớ mẹ, những đáng quý với anh trong suốt khoảng thời gian còn lại thế nào. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt dành cho những ai có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn luôn khó khăn muôn vàn trước mặt, và chúng ta là những người luôn luôn vượt qua những khó khăn đó để chiến thắng và đi đến hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta tiếp tục làm quen với một hộ gia đình trong chương trình Vượt Lên Chính Mình, đó là hộ gia đình anh Trần Văn Vinh. Xin chào anh. Được biết là chị đã mất cách đây 15 ngày đúng không anh? Bà xã mất nay đúng là bữa nay đúng là 15 ngày. Mỗi ngày như vậy thì chúng ta làm rổ được bao nhiêu cái rổ anh? Mỗi ngày á là cha con làm được là 30 cái. 30 cái. Mỗi ngày anh kiếm lời được khoảng bao nhiêu tiền? Cái có 500 mà tính ra là khoảng cỡ 13.000 đến 14.500 trong khoảng đó thôi. Lời từ 13.000 đến 14.500, không được 15.000 hả anh? Chắc không nổi thôi, tại giờ cây rồi nó mắc quá. Dạ. Vậy thì mỗi ngày anh sẽ đi chợ bao nhiêu tiền để cho dùng trong gia đình? Đi chợ nói chung ở đây là một vùng biển, nhưng mà nhiều lúc cá nó cũng trời thổi thì cá cũng rất mắc, nên chi là mình nhắm chợ xem chợ, ví dụ cá mắc thì mình phải nhịn cái đó để mình mua những cái thứ gì, một ngày 2.000 hoặc là 1.500, 3.000 đó. À, còn để lại, còn dư lại để tạo nguồn coi như là cho con đi học. Mỗi ngày đi chợ có 1.500 đến 2.000. Mày chắc mua rau không á? À, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với con của anh Vinh. À, xin chào bé Linh. Dạ chào chú Vinh Linh ạ.
Dạ năm nay học cao đẳng ạ. Cao đẳng. Và ước mơ của em là tương lai như thế nào? Dạ ước mơ tương lai của em là đậu vô sư phạm ạ. À làm cô giáo. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vợ anh Vinh đã ra đi cách đây 15 ngày vì bệnh ung thư não. Và hiện nay anh đang nợ ngân hàng là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng hôm nay anh sẽ đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để xóa đi số nợ 10 triệu đồng đó với hai vòng thi. Và ở vòng thứ nhất, nếu như anh vượt qua, gia đình anh sẽ xóa đi số nợ 5 triệu đồng với nhiệm vụ đan rổ. Ở vòng đợt thứ nhất, Mỹ Linh có nhiệm vụ là cắt rổ. À, bên kia là cắt cái vòng rổ này. Và anh Vinh sẽ có nhiệm vụ là lận cái rổ vào cái vòng này cho thành ra cái rổ này và cắt đẹp như cái rổ này. 1 phút 30 giây, chúng tôi cũng thấy 3 cái rổ nằm ở vị trí bằng số 3 này. Nếu có 3 cái rổ thì gia đình anh Vinh sẽ xóa đi 5 triệu đồng. Và bây giờ anh Vinh kiểm tra đồng hồ xem đồng hồ đang ở là số mấy. 0000 3 số 0. Một chút anh muốn nó dừng ở mấy số 0 à? Mắc cỡ. Sáng anh ăn sáng chưa? Ăn rồi. Sáng ăn gì vậy? Cơm. Mấy chén? Ăn chén à. Ăn mấy chén? Vậy nhắm có sức khỏe làm nổi không? Tại mừng quá ăn không nổi. Ha, mừng quá không nổi ha. Nhưng mà cố gắng nha. Bây giờ cúm ra đồng hồ xong rồi. Chuẩn bị 1 phút 30 giây với 3 cái rổ. 1, 2, 3. Bắt đầu. Đồng hồ đã chạy rồi. 3 cái rổ. Và như vậy là bé Linh sẽ là người cắt cái rổ để ba lần cái rổ ra. Nhanh lên, 1 phút 30 giây rất nhanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra anh Vinh xem anh Vinh sẽ đang rặn được bao nhiêu cái rổ. Coi chừng nó tụt ra nha. Coi chừng nó bung cái vòng ra là chúng ta sẽ là người thua cuộc. Cố gắng chặt vào xong rồi chúng ta tỉa xung quanh hết. Nhanh lên. Lần nhanh lên, coi chừng nó bung ra. Cố lên. 40 giây rồi, còn 70 giây nữa. Nhanh lên. Lấy kéo lên. Rồi, cắt liền. Cố lên. Cố lên anh Bình ơi. Anh đừng quá, vỗ tay lớn lên bà con ơi. Thôi. Đâu rồi? Quấn cái đèn vô. 1 phút 15 giây. Còn 15 giây nữa. Nhanh lên anh. Nhanh quá. Chúng ta sẽ kiểm tra rổ xem. Bây giờ mà lấy cái rổ lên mà nó bung ra thì anh cũng không xóa được nợ. Cái rổ đầu tiên rất đẹp. Cái rổ thứ 2 Cái rổ thứ 3. Cái rổ thứ 4. Bung anh. Quá chắc luôn. Mệt không em? Dạ mệt ạ. Rất mệt đúng không ạ? Và nếu như đồng hồ dừng lại dưới 1 phút 30 giây thì tất cả những giọt mồ hôi, tất cả sự mệt nhọc chúng ta sẽ biến thành những niềm hạnh phúc trong ngày hôm nay. 5 triệu đồng gia đình anh Minh có xóa được hay không? Bây giờ bà con sẽ là người kiểm tra đồng hồ. Bao nhiêu giây đây? Bây giờ đọc lớn lên nha. Xem 1 phút bao nhiêu giây nha. 1 phút 23 giây. Cứ như vậy, là anh Trần Văn Vinh đã xóa đi số nợ 5 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Chúc mừng gia đình anh. Rất vui. Cuối cùng thì các cái chiếc rổ đã làm xong và gia đình đã xóa đi số nợ 5 triệu đồng. Và bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa sẽ trao số tiền vòng xóa nợ 1 cho anh Vinh là 5 triệu đồng. Xin mời ông. Chúng ta cho những tràng pháo tay thật lớn và chúc mừng anh Trần Văn Vinh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân thương của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình với một trò chơi dành cho học sinh tại địa phương. Và tham dự trò chơi hôm nay gồm có hai trường, đó là trường Trần Quốc Toản và trường Võ Thị Sáu.
Mỗi đội chúng ta sẽ có 5 em và buộc chân với nhau. Trò chơi này mang tính chất đồng đội vì các bạn phải cố gắng là tập trung hết sức mình. Chúng ta sẽ vượt qua chướng ngại vật là chiếc vòng tròn này và chui qua chiếc vòng tròn kia, lấy cây cờ, đi thật nhanh về, vẫn chui qua cái vòng tròn và chui vòng tròn lại đây. Và người đội nào đưa cờ cho anh Quyền Linh trước, đội đó sẽ có số tiền thưởng là bao nhiêu các bạn? Chính xác. Chuẩn bị 1, 2. Lên đường. Nhanh lên bạn. Nhanh lên. Chui qua đây. Từ từ thôi. Đúng rồi. Từ từ. Từ từ. Dừng lại. Chui qua. Xóa đi số nợ 5 triệu đồng ở vòng 2. Xin chúc mừng, chúc đời mừng cho là Anh Vinh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Oh! Chúc mừng anh. Chào mình lại. Thưa quý vị, rất hạnh phúc, rất vui mừng trong ngày hôm nay và với sự chứng kiến của hơn 10.000 khán giả tại thị trấn Phan Rí Cửa, gia đình của anh Trần Quang Vinh đã xóa đi số nợ 10 triệu đồng. Chúc mừng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Trực Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa sẽ trao số tiền vòng xoáy nợ 2 5 triệu đồng cho gia đình anh Vinh. Xin mời ông. Và như vậy sau 2 vòng thi, gia đình của anh đã xóa đi hết số nợ 10 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình. Và ngay bây giờ gia đình của anh sẽ đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Hy vọng rằng ở vòng cấp 4 gia đình của anh sẽ có thật nhiều tiền. Chúng tôi kính mời bà Đặng Thị Yến, Chủ tịch Hội Phụ Nữ thị trấn Phan Rí Cửa sẽ đại diện cho bà con chúc hai lá thăm may mắn. Xin mời bà. Chúng ta chọn